Thì có thể rằng là ông Châu đó là đi vào cái chuyện tan rã thành ra nhiều khối khác nhau. Và trong cái sự tan rã đó, đó là một cường quốc về kinh tế coi như cột trụ của Âu Châu trong giai đoạn khá lâu đó đi vào suy thoái Là nước là Đức. nước Đức. Nước Đức. Và bên cạnh đó là có một cường quốc chúng ta quên rồi. Trong quá khứ đã từng là một cái đế quốc rất mạnh nằm giữa nước Đức một bên và nước Nga một bên và từng bị cả hai bên tấn công, đó là Ba Lan. Ba Lan sẽ giữ cái vị trí trọng yếu hơn và hơn nước Đức bây giờ. Suốt một dặm đó, đó là từ ba nước Cộng hòa Baltic ở trên đến Ba Lan, đến các cái nước trong vùng Ban Căng và đi xuống đến Hắc Hải và đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vì cái nhu cầu tự bảo vệ của mình trước cái đà bành trướng của Liên bang Nga ở hướng Đông và cái sự phân hóa của Âu Châu ở hướng Tây, mà Ba Lan đó là sẽ có một cái thế lực kinh tế mạnh hơn, chính trị mạnh hơn. Và trong cái những cái tuần cuối cùng của 2015 vừa rồi, chúng ta đã nhìn thấy những cái biến đổi, những cái thay đổi đó của Ba Lan. Thì đấy là ít ra là về mặt Âu Châu. Cái tiên đoán của ông về Ba Lan cũng phải nói là ngạc nhiên. Là bởi vì thường thường một cường quốc mà trồi lên nó phải có một cái quá trình tương đối lâu dài để cho người ta có thể quan sát và ghi nhận thấy rằng nó sẽ tiến tới thành một cường quốc. Nhưng mà rõ ràng Ba Lan cho tới dạo gần đây đó, nhưng mà ít nó ai, chìm ít hẳn ai trong cả một cái khu vực của Đông Bán Cầu như vậy mà nó không có yếu tố nổi trội nào lắm. Trong hiện tại đó, đó là chúng ta để ý thế là Ba Lan là nước mà gọi là đang tranh luận với lại Liên Âu, đặt áp lực rất mạnh với lại Liên Âu để được đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn. Những cái chuyện mà tài trợ ngân sách về canh nông thế này thế kia đó, đó là cho Ba Lan. Nhưng mà Ba Lan đó, đó là một cường quốc ngày xưa đó, đó là đã từng bị, hồi nãy tôi nhắc đến là cả hai cái cường quốc lớn là nước Đức tấn công rồi nước Nga tấn công rồi sắn mất vần đất vân vân. Họ có cái bản năng gọi là về bảo vệ cái quyền lợi quốc gia đó, đó rất cao. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái đó nó không phải là chuyện bất ngờ trong năm tới đâu. Nó phải là trong nhiều năm tới, nhưng mà cái sự lớn mạnh của Ba Lan đó, đó nếu nó có xảy ra thì chúng ta không ngạc nhiên. Và cái đó mình phải suy nghĩ trở lại đến cái trường hợp Việt Nam chẳng hạn đó, đó. Cái hoàn cảnh đó nó như vậy, nhưng mà lãnh đạo của Việt Nam hay là kể cả đa số người dân Việt Nam đó chưa chắc đã có cái ý thức mà gọi là quyền lợi nó dữ dội như là người Ba Lan. Thì tôi nghĩ rằng là trong vòng một cái thời gian khá lâu nữa đó, 5-7 năm nữa, có khi đến 10 năm nữa đó, là dầu thô vẫn ở vào cái khoảng từ 20 cho đến 40 đô la một thùng thôi. Nó không còn là như trong quá khứ, có lúc là lên đến hơn 100 đô la và lúc đó đó là nước Nga là vất vả. Cái thứ nhì nữa đó là ngân sách bị hao hụt nó như vậy đó, đó. Thì ngân sách của cái chính quyền trung ương đó, đó không có đủ tiền đặng để mua chuộc tài trợ các cái địa phương hay là các cái nước Cộng hòa vân vân gì ở trong cái Liên bang Nga đó, đó để tiếp tục gọi là giữ cái thế thống nhất. Thành ra có thể rằng là trong nội bộ của Liên bang Nga lúc đó, đó sẽ có nhiều nước hay nhiều vùng đó, đó đòi ly khai tách riêng ra. Nếu mà Liên bang Nga mà có thể giải quyết được qua cái thời kỳ của hậu Putin đó, đó tiến tới một cái thể chế người ta gọi là bang liên đó, chứ không phải là liên bang, tức là nó nhẹ hơn một chút, nó là confederation, thì có thể rằng là tồn tại được. Còn nếu mà không có đó thì Liên bang Nga tôi nghĩ rằng là trong vòng 10 năm cho đến 15 năm nữa thôi đó, nó sẽ thành nhiều mảnh khác nhau. Và cái dân sắc tộc người Nga đó, đó sẽ là thiểu số. Thiểu số gần như tuyệt đối, đó là trên một cái lãnh thổ nó bát ngát nó như vậy, nó là 17 triệu cây số vuông thì cái đó là nguy hiểm. Và còn lại đó, đó thì Liên bang Nga đó, đó là hậu thân của Liên Xô thì có một cái kho võ khí hạch tâm. Đúng không? Tức là người, gọi là hạt nhân, tôi dùng cái chữ hạch tâm đó, đó lớn vô cùng. Đến khi mà giã ra như vậy đó, đó thì cái kho võ khí đó nó nằm đâu, ai sẽ quản lý cái đó, và đấy là một cái vấn đề. Nước Anh và nước Pháp đã từng là hai cường quốc lớn trên thế giới. Nhưng mà cái vai trò so với Mỹ và Liên bang Nga với cả nước Đức nó càng ngày càng mờ nhạt đi. Tôi nghĩ giảm dần đi. Có thể rằng là trong cái thế giới đó, đó của tương lai của cái sự gọi là phân hóa của Âu Châu thì nước Anh đó là đang tách riêng ra rồi. 2017 có thể sẽ có cái cuộc trưng cầu dân ý đó, là từ bây giờ đến đó họ đang mặc cả. Đang để nếu mà họ vẫn ở trong Liên hiệp Âu Châu thì họ sẽ có quyền lợi nhiều hơn.
Nhưng mà nước Anh đó rất là tương đối tách riêng ra khỏi Âu Châu, và trong cái sự gọi là lụng bại chung của Âu Châu đó, đó thì về mặt kinh tế và về mặt dân số đó, nước Anh tương đối vẫn có cái vị trí khá hơn cả, và vẫn có cái sự gắn bó gần với lại Hoa Kỳ hơn là các cái quốc gia khác. Còn lại thì kể cả các cái nước hùng mạnh của Bắc Âu đó, đó cũng sẽ sa sút dần, và họ sẽ nhìn vào Âu Châu có thể rằng là bốn cái khối quốc gia đó nhìn về bốn hướng với nhau, nhưng mà nó không có giống như là trong lịch sử quá khứ. Có thể rằng là chút nữa trong cái, qua cái phần thứ nhì thì chúng ta sẽ trình bày lại đấy. Trong cái sự phân hóa Âu Châu này đó, đó họ đã có kinh nghiệm mấy trăm năm giết nhau rồi, thì họ sẽ không có đi đến cái tình trạng gọi là nội chiến trong Âu Châu mà giết nhau nữa. Và lúc đó thì chúng ta sẽ nhìn lại cái trường hợp của Trung Đông, trường hợp của Trung Cộng, và trở lại cái trường hợp của Hoa Kỳ. Chắc chắn là ông Nguyễn Sinh Nghĩa cũng sẽ dành ra ít phút để có một vài cái dự đoán về tương lai của Việt Nam trong những năm tới. Thưa quý khán giả, ngay sau phần 1 của Giờ Dẻo ngày hôm nay, mời quý vị đón xem phần 2 với những cái dự đoán về Á Châu, về Trung Đông, Nhật Bản và về Việt Nam trong năm 2016.